nữ sinh xài thành xinh đẹp trong trẻo như nắng mai. Nguyễn Hồng Hân, đang là sinh viên năm 2, tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh đồng thời. Hồng Hân cũng là một người mẫu ảnh, mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng dành cho tuổi tin. Nguyễn Hồng Hân sinh ngày 25 tháng 4 năm 2000, là một cô gái vô cùng xinh đẹp và tài năng. Hiện nay, Nguyễn Hồng Hân, đang là sinh viên năm 2, tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh đồng thời. Hồng Hân cũng là một người mẫu ảnh mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng thời trang mỹ phẩm nổi tiếng dành cho tuổi tin hồng hân sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp với sống mũi cao đôi mắt to tròn và miệng cười vô cùng duyên dáng không những thế hồng hân còn sở hữu một thân hình cân đối với chiều cao ấn tượng và số đo ba vòng hoàn hảo nên luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người ngay từ lần đầu gặp mặt tính đến thời điểm hiện Tại trang cá nhân của Hồng Hân đã thu hút gần 15.000 lượt theo dõi một con số vô cùng ấn tượng, được nhiều người quan tâm và yêu mến, Hồng Hân cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc, cô luôn coi đó là động lực để bản thân cố gắng ngày càng hoàn thiện mình hơn nữa. Hồng Hân là một cô gái xinh đẹp và vô cùng năng động. Ngoài thời gian học tập, tại trường Hồng Hân còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tại trường và lớp, đồng thời Hồng Hân cũng nhận lời mời làm mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng thời trang có tiếng. Tại Hồ Chí Minh Công việc mẫu ảnh không chỉ giúp Hồng Hân được thỏa mãn niềm đam mê chụp hình của mình, mà còn giúp cô có được một khoản thu nhập đáng kể để trang trải chi phí sinh hoạt, học tập và mua sắm những món đồ mà cô yêu thích. Thời gian gần đây, Hồng Hân bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ cộng đồng mạng bởi những hình ảnh xinh đẹp của cô, được chia sẻ trên hội những người thích ngắm gái đẹp châu Á ngay lập tức những hình ảnh đó nhận về hàng ngàn lượt yêu thích chia sẻ từ cộng đồng mạng và trang cá nhân của hồng hân cũng tăng lượt follow một cách đáng kể hồng hân cũng chia sẻ thêm đôi chút về sở thích cá nhân cô rất thích được đi mua sắm xem phim và đi du lịch khám phá những địa danh nổi tiếng trên đất nước mỗi chuyến đi mang lại cho hồng hân những trải nghiệm thực tế vô cùng thú vị và cô còn được mở mang thêm vốn kiến thức chia sẻ về những dự định trong thời gian tới hồng hân cho biết cô sẽ nỗ lực hết sức trong việc học để hoàn thành khóa học tại trường bên cạnh đó hồng hân cũng dành thời gian để học thêm các kỹ năng nghệ thuật để theo đuổi công việc người mẫu ảnh chuyên nghiệp tôi tuy to sắc nhưng học rốt nên đọc không chuẩn xin hãy thứ lỗi cho tôi trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại